Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến anh em hai chiếc đồng hồ rất là đẹp. Một chiếc đồng hồ Seiko gỗ và một chiếc đồng hồ Endai, hàng nội địa Nhật cực kỳ đẹp, sang trọng. Chiếc đồng hồ này thì như anh em có thể thấy thì toàn thân của nó đều được làm bằng nhôm, mạ vàng, cực kỳ sang trọng. Chiếc đồng hồ này thì nó được làm bằng nhôm và phần gỗ. Gỗ này của nó là gỗ kiểu dạng sơn mài, họa tiết pháp lam, rất là đẹp. Đấy, anh em có thể thấy họa tiết hoa văn. Con này nó còn gắn thùng xốp nha. Đó, con này thì nó sử dụng cái bộ cơ cót của Nhật. Con này là hàng của Endai, một trong những cái thương hiệu rất là nổi tiếng cho cái phần đồng hồ cơ cót của Nhật. Nó làm cái kiểu dạng như thế này, giống như đồng hồ cổ của châu Âu vậy. Anh em có thể thấy ở hai bên này của nó là cái phần thanh trụ. Thanh trụ này mỗi bên là có 5 cái. Nó vát theo cái hình thang. Đó, anh em có thể thấy bên này cũng vậy. Mặt này, mặt kính chúng ta có thể tháo mở ra, mở ra để chúng ta lên dây cót. Đây là dây cót này. Cái này dây cót thì em đã lên sẵn rồi. Toàn bộ nó đều được làm bằng kim loại, rất là đẹp. Chạy rất là chính xác nhé. Con này hàng còn thùng xốp nên là chạy rất là chính xác. Chuông của nó sẽ là có một cái gông và nó gõ vào cái phần thanh xoắn kìa. Đó, anh em có thể thấy rất là đẹp. Con này thì nó cao 42 phân và cái bề ngang của nó là 33 phân ở hai bên này. Anh em có thể thấy cái bộ cơ cót của nó làm ở phía bên trong. Đó, cơ cót làm trong. Đấy, anh em có thể thấy nó có một gông của nó là gông xoắn và búa sẽ đập vào cái đấy khi chúng ta tròn giờ. Đó, rất là đẹp. Toàn bộ đều bằng kim loại hết. Rất là sang trọng. Giờ sẽ cho anh em nghe cái tiếng của nó. Cứ đến tròn giờ là nó sẽ gõ. Đó, anh em có thể thấy. Thấy chưa? Con này nó rất hiếm trên thị trường. Không phải lúc nào chúng ta cũng thể mua và mua được con nó đẹp như thế này. Nó gõ vào đấy. Đó. Đó, anh em có thể thấy rất là đẹp. Đây là cái khóa của nó này. Rồi, chiếc đồng hồ thứ hai em muốn giới thiệu đến anh em là một chiếc đồng hồ bán cơ đến từ thương hiệu của Seiko. Chiếc đồng hồ này thì toàn thân nó đều được làm bằng gỗ và mặt của nó là mặt nhôm mạ vàng rất là đẹp. Số là số La Mã. Tất cả là hoa văn họa tiết. Quá là chỉnh chu luôn. Nói chung là rất là xịn sò. Con này thì nó mang cái tính chất cổ điển. Cái bộ máy của nó anh em có thể thấy bên trong này. Nó có 3 gông, 3 búa và sử dụng 2 quả pin chung. À, 2 quả pin đại. Do hết pin đại nên là em để 2 quả pin chung thôi. Đấy, bộ máy của nó transistor rất là lớn. Đó. Anh em nào yêu thích thì có thể liên hệ với em để mua chiếc đồng hồ này nhé. Đó. Cảm ơn tất cả mọi người. Hai chiếc đồng hồ cực kỳ đẹp. Một chiếc thì mang phong cách vintage, một chiếc thì mang phong cách hiện đại châu Âu. Đó. Rồi, cảm ơn tất cả anh em.